lại chạy tiếp. Italy. Úi giời, trục cổ rồi đấy. Có tí gọi là lộc lá. Full màn đi anh á, thế thôi. 15 cổ này, đây đây đây, có tí lộc, có tí lộc. Có tí lộc. Úi, chạy luôn, gói 83. Úi, phải biết ngay, có tí lộc. Cờ rú, à không, gô giờ. Má, nó tưởng ngon. Hóa ra Gozer thì cũng chưa phải gắt lắm. Mở ngay chữ vật. Ôi, chạy nhưng lại gần đó. Ericsson à. Một chuỗi thì tầm khoảng 1.300.000 vậy. Khoảng khoảng đấy, không chính xác. Bởi vì là bạn có thể nạp có chiết khấu hoặc có thể không. Xanh mà lại toang à? Ồ, huyền thoại. Số 9. Ôi trời, Inzaghi chỉ số 95. Nhưng mà ít người xài. Bởi vì Inzaghi nói chung là cũng không mạnh về nhiều thứ. Truyền thì cũng kém. Thể chất thì cũng không phải ngon. Đẹp trai thì cũng không đẹp lắm. Bà Lách. Theo ý kiến của phần đa anh em là chúng ta vẫn lấy ba lách nhá. Lấy ba lách, nếu bạn không dùng thì bạn bán cũng được nhá. Ba lách dễ bán thì chúng ta vẫn lấy ba lách. À không, vẫn còn có Messi. Messi cũng dễ bán thôi, bởi vì Messi làm phôi vẫn ngon. Mình sẽ bỏ ba lách ra, à bỏ Ibra ra, lấy Messi nhá. Nhiều người bảo là lấy con Ibra cộng 1 ép lên cộng 5 bán, công bán cái quái nào được. Công bán làm sao được. Có ai mua Ibra cộng 5 4 tỷ rưỡi đâu. Hàng chuyển tiền. Ở CBO ngon không anh có. Vật. Chữ vật. Án đủ. Ôi ôi, Hồ Trương nói chuẩn vãi đái. Cái mẹ là ba thật. Giày xanh Messi. Nhìn giày biết luôn. À, ok, chúng ta sẽ mở hai chuỗi á, hồi trước nhá. Ồ, anh sợ cái Starboy này không đủ mở hai chuỗi. Bởi vì là đây này, cái số lượng Starboy nó cho em nó chỉ là 55.000 thôi. Đây này, 15 nhá. 25 nhá. Cộng với 30 nó chỉ có 55.000 mà số lượng yêu cầu thì lại là 60.000, cho nên là với lượng này là không đủ mua hai chuỗi mà. Bởi vì Starboy thậm chí là không đủ mua một chuỗi luôn, nó phải mua thêm Starboy ở ngoài, mua một gói ở ngoài. Gà rán tính khôn lắm, anh nói thật luôn, tính lại chuẩn lắm đấy nhá. Bây giờ mở hết Starboy này thì em sẽ có 59.000, em phải mua thêm. Đấy, chúng ta sẽ biết là thâm như gà rán. 59.400. Ok, mua gói khởi động. Thôi bây giờ chuyển sang chữ phẩm đi, cho nó nhân phẩm. Bấm vào chữ phờ. Chạy luôn. Kinh nhờ. Savic. Đấy, có tí nhân phẩm rồi đó. Phẩm này. Mở gói 83 chạy luôn đi chứ lại. Ôi giời, đi bộ. Golden Rocky, Sandro. Nghỉ. Phẩm. Ôi vãi đái.
Ok anh em, từ từ. Chuyển sang chữ vật. Chuyển sang chữ vật. TC đi bộ. Roy à không. Tây Ban Nha. Cota. Đô La Cota, không phải, quên, xin lỗi, Diego Cota. Anh này là Diana Cota là chuẩn nhất. Ngoài ra thì chắc chắn ra TC rồi. Hy vọng là nó sẽ chạy thôi. Chạy. Số gì đấy? Godin mẹ. Toàn hết chịu được. Godin. Là ê hồn. Godin vừa mới chia tay Atletico Madrid. Em đã bảo là vật. Cho em vào vật luôn. Giày này. Rooney. Rooney cũng là khá ngon. Đá Rooney khá ngon. Rooney mùa này là Rooney ngon nhất trong các mùa. Ok. Vật. Giày trắng. Tây Ban Nha. CB. Zara Bích Khuê à? Zara Bích Khuê. Chạy 77. Tạm được. Đẹp dài. Còn người cũ của MU này. Kiểu gì cũng có một con Lampard cho mà xem á. Này thì Lampard này. Số 9 Hà Lan. Johan Cruyff ngon rồi. Cruyff tốt. Mở được Cruyff đẹp. Cruyff đá ngon. Cruyff nhìn mông mẩy phết đấy chứ. Nhìn mẩy phết. Lại chạy tiếp. Italy. CB. Mandini tuyệt vời. Mình cứ bị kiểu vậy. Inzaghi nó ám ảnh. Nhìn thấy cờ Ý vẫn không dám mở mồm là Inzaghi. Nhưng mà quên mất là Inzaghi không có trong gói này. Chúng ta được Mandini. Tiếp là. Cái đù ngựa. Double à? Thế nhưng mà double con này cũng được. Double Cruyff là ngon rồi. Double Cruyff là ngon rồi. Messi. Giày này Messi khỏi phải nói nhiều. Ok. Đấy, chúng ta có Messi, Mandini, Double Cruyff, Rooney, Bích Khuê. Nói chung cũng được. Có nhiều người đánh đồng những cái rất là vớ vẩn. Ví dụ như là họ nghĩ rằng streamer phải là người nào đấy vậy, professional vậy, thuộc loại cao cấp hơn người bình thường. Không, đối với mình streamer thì cũng là một người chơi. Chẳng qua công việc của mình thì là ngồi livestream game và các bạn là những khán giả của mình. Thế thôi, mình cũng chả cao quý hơn các bạn hay là thân phận của mình nó cũng chả đến cái mức gọi là idol người lắm. Mình chỉ là người chơi cho các bạn thôi. Còn đối với game thì mình làm nhiều thứ hơn. Bởi vì nó cũng một phần là công việc của mình. Cái thứ hai nó cũng một phần là những điều mình mong muốn. Còn cái việc mà làm tốt cho nhiều người thì đấy là làm cộng đồng thôi, gì đâu. Nó không phải là tốt cho một người, cho một cá nhân nào đấy mà nó tốt. Nó gây ra được những cái hiệu ứng tốt cho nhiều người thì đấy là làm cộng đồng thôi. Chứ chả có ai định nghĩa là làm cộng đồng là phải như này thế kia. Làm cộng đồng là ông phải này kia. Không ai định nghĩa cái đấy cả. Một cái chỉ cần định nghĩa chung chung, làm việc tốt cho nhiều người thì đấy là ok. Các bạn bảo mẹ. Ngay cả cái vé đi ACC tôi sẵn sàng để lại cho người khác. Để lại cho người khác làm gì? Một cuộc thi The Chimmer, các ông nhảy vào đấy các ông thi. Bây giờ các ông có hai vé đi ACC. Nếu mà mình chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân của mình
tôi đi tôi đéo phải nhường cho thằng nào cả. Thế cho nó nhanh. Nhưng bây giờ các bạn có những cái cuộc thi như kiểu The Streamer, các bạn được cơ hội, các bạn được thể hiện mình, các bạn được trang chủ nhắc tên và được hỗ trợ rất nhiều thứ. Và cái suất đấy ở đâu ra? Tôi chả thấy một lời cảm ơn nào. Nói chung là không biết điều thì lần sau nghỉ. Thế cho nó nhanh.